Tháng tư, mùa sen nở, cũng là lúc lòng người con Phật hào hức mong chờ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Đối với người Phật tử, đây chính là đại lễ lớn nhất trong năm. Đặc biệt hơn, năm nay khi dịch bệnh được kiểm soát, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lại những hoạt động đã phải tạm dừng trong 2 năm. Qua đó, những cảm xúc thiêng liêng trong tim của mỗi người con Phật nơi cổ đô Huế như được thắp sáng nguyên vẹn. Với cái truyền thống của Phật giáo Huế, phụng hành theo thống bạch chỉ đạo của Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản trong cả nước, thì năm nay Ban trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế quyết định tổ chức trọng thể và trang nghiêm Phật đản Phật lịch 2566 tại Thừa Thiên Huế theo truyền thống xưa nay. Và kế hoạch tổ chức cũng là một tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày mùng 8 đến rằm tháng 4, và tất cả các công việc đều theo một cái kế hoạch, một cái lộ trình rất rõ ràng suốt cả tuần lễ như vậy. Vào những ngày này, khắp cả con đường của cổ đô Huế đều được trang hoàng với bao đèn lồng, đèn ú. Để có được những chiếc đèn lồng như thế này, Phật tử Nguyễn Huế đã phải tất bật chuẩn bị cả tháng trước. Là gia đình có truyền thống Phật giáo từ lâu đời, niềm hạnh phúc của bà Huế trong dịp Phật đản đó chính là được làm những chiếc đèn chỉ có tại Huế và mang nét đặc sắc rất riêng tại đất cổ đô. Năm nào không làm là cũng thấy là cũng khó cũng buồn thiệt. Vậy như năm nào cũng làm dùng, bắt đầu thì làm dùng, sau làm cái cũng dường, và từ từ cái kinh tế đi hàng cũng phải nhiều, mình phải là đại trà mà mình làm một vài chỗ quen biết hoặc là quý thầy quý cô quen biết đặt thì mình làm với cái tâm nguyện là phát tâm chứ không phải là mục đích để kinh tế. Năm nay gia đình Phật tử nghệ nhân Ngô Trị Bảo cũng rất vui mừng, hoan hỷ khi được trang trí xe hoa. Công việc vô cùng đặc biệt và quan trọng mùa Phật đản. Chiếc xe của nghệ nhân này đặc biệt hơn nhờ các vật liệu trang trí được chọn từ tự nhiên. Để sẵn sàng cho đêm rước Phật ngày 14, tất cả thành viên trong gia đình Phật tử Nam An đã luôn chân, luôn tay, hoàn thành tất cả các công việc. Mặc dù thời tiết Huế vào hè rất nóng, nhưng ai cũng hoan hỷ vì sau 2 năm, họ mới trở lại công việc đầy ý nghĩa này. Sau 2 năm dịch bệnh, bây giờ làm lại cái tinh thần chúng tôi thấy giống như nó cao hơn. Vì một thời gian nghỉ khá dài, mỗi năm lễ Phật đản đều có ít nhiều, điều việc này việc khác đều có làm. Nhưng 2 năm vừa qua nghỉ, bây giờ làm lại thì thấy anh em nó rất là vui. Bản thân chúng tôi cũng thấy rất là vui, mình còn được ngày nào thì mình làm được chút gì để cúng dường vào đại lễ Phật đản. Như vậy là rất là vui. Rất là vui mừng. Một sự kiện đặc biệt khác mở màn cho tuần lễ Phật đản tại Huế là lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm tại Nghinh Lương Đình, thành phố Huế. Sự kiện này được tổ chức không chỉ mang tính chất mở màn mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với những người con Phật. 2 năm nay vì dịch bệnh nó giãn đoạn một thời gian, hôm nay trở lại với cái không khí thiêng liêng của buổi lễ Phật đản này, với người luôn luôn có mặt trong những buổi lễ này, đây là một cảm xúc lâng lâng và rất là hạnh phúc khi không khí Phật đản của Huế nói riêng và của toàn quốc nói chung đang dần dần khởi sắc. Có thể nói, đại lễ Phật đản tại tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức được trở lại sau 2 năm dịch bệnh. Tuy tổ chức với quy mô không lớn, nhưng với những hoạt động vô cùng ý nghĩa này đã mang lại niềm hân hoan trong lòng mỗi người con Phật tại đất cổ đô. Vâng, thưa quý vị, đến chùa để lễ Phật, nhất là vào những dịp lễ quan trọng như đại lễ Phật đản, đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người dân và Phật tử tại Thừa Thiên Huế. Và khi dịch bệnh được đẩy lùi, cũng là lúc màu áo lam xuất hiện trở lại dưới mái chùa. Các đoàn sinh gia đình Phật tử tại Thừa Thiên Huế đã có những hoạt động đặc sắc để hưởng ứng đại lễ của Phật giáo. Và niềm hạnh phúc, hân hoan này có lẽ sẽ đặc biệt hơn đối với những người Phật tử lớn tuổi khi họ được đón mùa Phật đản sau 2 năm dịch bệnh. Đến chùa lễ Phật có lẽ là việc thường xuyên của gia đình người Phật tử Trần Minh, Ngô Quỷ, Hiền Triết. Vì dịch bệnh nên 2 năm vừa rồi gia đình ông phải đón lễ Phật đản tại tư gia. Với người Phật tử đã ngoài 90 tuổi, ông luôn đau đáu một mong ước rằng
dịch bệnh sớm được đẩy lùi để ông có thể được đến chùa để tỏ lòng thành kính hướng về Đức Thế Tôn. Hai năm vừa rồi là ít đi, làm có vẻ buồn bã lắm, cũng vui lắm vì đi cũng được, từ sức khỏe cũng cho phép nữa rồi. Anh cho hồi trước thì tất cả các cái trại, các cái địa điểm, các lễ đài, các huyện đó chứ cũng có tới đi về không cả. Mà mấy năm ngoài thì là chịu, thì sức khỏe cũng cho phép nữa rồi. Năm nay, khi gia đình Phật tử Cát Tường có thể sinh hoạt trở lại, mặc dù sức khỏe đã không còn tốt, nhưng ông không bỏ sót một buổi sinh hoạt nào. Có thể 2 năm đối với những người trẻ là khoảng thời gian ngắn, nhưng với người Phật tử đã ngoài 90 thì đó là khoảng thời gian rất dài. Chúng tôi rất là phấn khởi, rất là đã trở lại như là hòa bình trở lại. Và chúng tôi hy vọng là không phải như ngày nay nữa đâu, mà sẽ phát triển mạnh. Rồi chúng tôi sẽ cố gắng vận động phát triển và hoàn chỉnh cái tổ chức hiện nay. Hòa chung không khí hân hoan mùa Phật đản, các thành viên gia đình Phật tử Cát Tường cũng chuẩn bị lễ đài, trang hoàng chùa với đèn lồng, cờ hoa. Vì là lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh, nên quy mô lễ tắm Phật tại chùa Cát Tường được diễn ra long trọng hơn. Thầy cũng đã chuẩn bị từ đầu mùng 1 tháng 4 là thiết trí lễ đài, trang hoàng cờ đèn và thực hiện các cái công tác từ thiện như là phát súp tại Bệnh viện Trung ương Huế, và ngày mùng 10 thì phát quà cho những cái bà con gặp hoàn cảnh khó khăn trong thiên tai vừa qua. Đó là các cái hoạt động Phật sự và làm cho cái tinh thần của người con Phật rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Tất cả mọi công đoạn đã được các đoàn sinh gấp rút hoàn thành để hướng đến lễ tắm Phật nhân đại lễ Phật đản. Không chỉ Phật tử Trần Minh, Ngô Quý Hiền Triết mà với những người Phật tử gia khác, khi đến tham dự buổi lễ thiêng liêng này đều có một cảm xúc đặc biệt. Thì bác thấy vui vẻ khỏe khoắn trong người thôi, bác là chỉ nhờ Phật cái đỡ niệm Phật để nhờ Phật giúp đỡ. Bạn đau ngộn thiệt là xin về Phật, đi về Phật thoải mái cũng người đã không suy nghĩ, không chi hết nữa. Hình ảnh trang nghiêm, thành kính của Phật tử Trần Minh, Ngô Quý Hiền Triết cũng như tất cả các chư tăng ni, Phật tử ở mọi miền Tổ quốc càng làm sáng rõ hơn rằng chỉ cần mỗi người nhất tâm hưởng Phật, các năng lượng và giá trị tích cực sẽ lan tỏa